Dạ, mến chào quý cô chú và anh chị em đang yêu thích dòng hoa mẫu đơn nói chung. Thì hôm nay mình quay trở lại làng hoa Sa Đéc, thì đến nhà vườn của anh Hai Cường. Thì xin chia sẻ cùng quý bà con hàng vườn. Thì mọi chi tiết thì bà con có thể liên hệ ở chỗ vườn của anh Hai Cường. Địa điểm là nằm ở dưới ngay chân cầu Sa Đéc 2. Thì hôm nay mình sẽ báo giá và một số mặt hàng cho quý cô chú mình xem tham khảo. Nếu như cần nguồn thì cứ liên hệ chỗ số điện thoại của anh. Do một cái nhu cầu phục vụ về cái nguồn mẫu đơn bông trang đó quý cô chú, nên mình hôm nay mình chia sẻ. Thì theo cái xu hướng chơi mẫu đơn một loại màu, cây rim, cây một màu thì nói chung là cũng rất là được ưa chuộng. Và hôm nay mình xin chia sẻ với quý cô chú là một cái mẫu mới cũng rất là thịnh hành trong thời gian gần đây, đó là trang ngũ sắc ghép năm màu. Thì chúng ta thường nói là hoa giấy ghép năm màu, thì bây giờ cái xu hướng trang cũng rất là nhiều màu nên mình dễ phối được những cái màu với nhau. Thì cái lô này chiều cao tầm khoảng 1 mét nha quý chú, trang ngũ sắc ghép năm màu. Cái phôi gốc chính đó là hồng phấn thái ba màu đây, ghép đỏ là 2 nè, cam cà rốt là 3 nè, màu vàng là 4 nè, đây vàng quý chú. Mà có một số thì nó lên hoa, có một số thì nó đang trong phát triển tại vì mới ghép. Thì khi mà cái xu hướng chơi ghép năm màu á, mình chia ra cái phản màu trên cùng một cây á, là nó rất là nổi trội. Thì nên quý cô chú mình xem tham khảo. Lô này chiều cao tầm khoảng 1 mét, tán ngang tàu cũng tầm khoảng 6 tấc nha quý cô chú. Chậu một cốt hồng phấn thái ba màu là cái gốc chủ đạo nha. Quanh gốc này cũng khoảng 8-9 quý cô chú ơi, nằm trên chậu. Thì quý cô chú mình sưu tầm những cái dòng này á, mình được phối được nhiều màu với nhau. Mình có thể để ban công tại vì cái gốc này nó cũng vừa thôi, nó không có to đó, nên không chiếm cái không gian. Nếu như yêu thích thì mình có thể sưu tầm được. Thì đây là màu trắng nữa nè. Nói chung là ghép phối lại những màu xen kẽ với nhau trên cùng một cây cho nó đẹp. Thì khi mà quý cô chú mình nuôi, mình về mình trồng á, mình sau này nó phát lên mình sẽ con một đợt cho nó đều, giống như cái cây chậu này đi đó. Thì giá là 500.000 một chậu nha quý cô chú. Quý cô chú nào cần thì cứ liên hệ với anh Hai Cường nha. Thì số điện thoại mình để trên màn hình, có gì quý cô chú mình hỗ trợ thêm giùm. Phải nói là một cái lô này nó rất là rực rỡ ở chỗ là phối lại được nhiều màu với nhau. Đây, khi mà mình con lại như thế này nè, mình con lại là cái phơm tàn nó đều nha. Đây, màu cam cà rốt rất là đẹp ha. Thì khi mà một cái cây mẫu đơn quý cô chú mình làm bông trang á, quý cô chú mình thấy nó lá không thì thấy nó đơn giản nha, nhưng mà khi mà nó lên màu á, nó nở hoa, mình thấy được mấy được cái giá trị và cái vẻ đẹp đó. Như cái phơm này nè, lên quá xá đẹp luôn. Như thế này gọi là chưa gọi là thành phẩm nha quý chú, phải nó phải lợp mặt hoa. 500.000 một chậu như thế này thì phải nói là cũng rất là dễ sưu tầm ha. Và đây là như cái những cái cây tông lớn hơn này trong vườn thì mình thấy còn được một cặp này thì size lớn nha quý chú. Cây này tầm khoảng 1 triệu, hồng phấn thái ba màu. Tại sao kêu bằng hồng phấn thái ba màu? Tại vì khi nó nở á, cái búp nó màu đỏ, xong cái nó nở ra màu hồng phấn, rồi nó chuyển sang màu hơi trắng trắng ở trong nữa, nên anh em gọi là hồng phấn thái ba màu. Thì cái dòng này nó rất là mượt, rất là sung, nên thường lấy phôi để ghép những cái dòng khác, hoặc là quý cô chú mình để cái màu chủ đạo của nó mình chơi không được. Nhưng mà theo cái xu hướng, ví dụ mình ghép vô một vài bo những cái màu khác, ví dụ như màu trắng, màu vàng, màu đỏ thì nó sẽ tô thêm, nổi thêm. Đây, những cái gốc một cốt như thế này thì tầm khoảng 1 triệu một gốc nha quý cô chú. Thoát thân nha, cái xu hướng chơi một cốt thoát thân thì phải nói là rất là thịnh hành, tại vì cây nó thoáng nó đẹp. Quý cô chú mình thấy xa xa là những chiếc xe chở bông trang, mỹ hồng, vàng để đi giao. Thì ở làng hoa Sa Đéc luôn luôn nào cũng nhộn nhịp về hoa kiển quý cô chú ơi. Và đây là những cái lô hồng phấn lá xoắn nha, đó đang rực rỡ. Thì hồng phấn lá xoắn thì có nhiều cái tông khác nhau. Hôm nay mình chia sẻ thì mọi chi tiết quý cô chú mình muốn lấy hàng thường, đặc biệt là trong vườn là hàng thường chậu nha. Quý chú mình muốn lấy thì cứ liên hệ chỗ anh Hai Cường, rồi mình sẽ báo giá sơ sơ, tại vì cái clip quay tự do nên quý cô chú mình xem cũng thông cảm. Thì anh cũng đã có trao đổi với Pháp Thái là chia đưa ra cái giá để cho quý cô chú mình nắm bắt ha. Thì đây là cái lô hồng phấn một cốt tàn tròn thường chậu đó. Thì tầm khoảng tháng 9 trở về, tháng 9 âm lịch trở về Tết, trở về tháng chạp là quý chú mình có thể những cái vừa, rồi những cái quý cô chú mình mua về để mình trưng thì mình nên sở hữu những cái gốc thường chậu như thế này. Nó dễ hơn và nó không bị ảnh hưởng do cái những cái hàng nóng mình về mình thuần lại. Tầm này là mình mua hàng nóng mình thuần rồi.
thì cái lô này người ta thường sẵn rồi, nhà vườn thường sẵn. Về quý cô chú mình muốn thay chậu thì chỉ cần sang chậu thôi, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thì đây là những cái chậu hồng phấn phơm tàn rất là đều, một cốt quý cô chú. Lô này nó rất là già rồi đó, hoành này cũng tầm khoảng 13, 14 hết rồi. Đây hồng phấn thì mình cũng có làm rất là nhiều clip ở vườn, nhưng mà mỗi định kỳ mà khi mà hoa nó lên đó thì mình chia sẻ cho quý cô chú nha. Thì hàng thuần chậu như thế này, hồng phấn lá sắn, mỗi chậu như thế này có giá 500.000 tại vườn. Quý cô chú nào lấy từ 10 cây sẽ bao phí ship, anh sẽ gửi cây cho quý cô chú. Còn nếu như mua 1-2 cây thì quý cô chú mình có thể thương lượng qua số điện thoại để hỗ trợ cái tiền phí ship, hoặc là thỏa thuận về cái xe, có điều kiện xe đi chung cái tuyến á, quý chú mình có thể hỗ trợ. Tại vì hàng thường chậu thì ở chỗ là nó rất là ổn định nó. Đây như cái cây này thì chiều cao tầm khoảng 1 mét, bao 1 mét thôi quý chú, có cây thì cao hơn đó. Cái tông này thì toàn thông lùng, chậu thì một cốt không nha quý cô chú. Đây một cốt, quanh này cũng tầm khoảng 12 quý chú ơi, 10 tới 12 đi. Một cốt thốc thân khoảng 1 tấc, tại vì để trong cái chậu thùng á, sống khỏe rồi. Nên quý cô chú mình yên tâm những cái dòng thần chậu như thế này nha. Đó, hồng phấn mà lên hồng màu, lên hoa kìa. Size này là size nhỏ nha quý chú, còn một cái size lớn rất là cao. Đây, trên chậu hết rồi. Vô cái chậu thùng là C16 nha quý chú. C16 là C lớn nha. Đây, rễ nó đụng đít hết trơn rồi. Đó, nằm trên chậu nha quý cô chú. Nên cái cây này thì phí ship thì đường bưu điện thì cũng rất là nặng nha. Còn quý cô chú nào có điều kiện mà có xe thì nên đến vườn mình xem, mình lựa chọn. Và khi mà mùa Noel tới rồi á, thì quý cô chú mình nên sở hữu một cái cặp như thế này để trước cửa nhà, hoặc là mình chơi một cây gì đó, mình trang trí đèn chớp ha. Mùa Noel sắp tới rồi quý cô chú ơi. Nên Pháp Thái chia sẻ cái clip này cho quý cô chú mình xem. Và đây cái tông này là 1.000.000 đồng một cây, chiều cao từ miệng chậu lên tầm khoảng 1m2 nha quý cô chú. Đó, nó siêu mịn luôn, hàng thường chậu nè. Đây hoành này thì dao động một tay không giáp, rồi có thể là từ 15 cho tới 16, 17 quý cô chú ơi. Thốc thân khoảng 1 tấc, lô này thì đồng trạng nhau luôn, dễ chốt cặp luôn. Đây như hai cây nào một cặp nè quý cô chú, và cây nào mình cũng có thể lựa một cặp. Những cái cây này là tàn thông giót cao, cái độ sai hoa của hồng phấn lá sắn nè quý chú, cực kỳ ha. Đó. Nếu như mà yêu thích thì cứ liên hệ chỗ nhà vườn sẽ trao đổi với quý cô chú. Tại vì cái nguồn lúc nào mình trên clip thì quý cô chú mình xem thông cảm. Mà nếu như yêu thích clip mình thì quý cô chú và anh chị em hãy cho một like và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những clip giao lưu. Thì cái lô này thì chiều cao, cái size này chiều cao tầm khoảng 2 mét, tán ngang. Lô này không có thước quý chú ơi, do quay tự do. Tán ngang cũng tầm khoảng 8 tấc cho tới 1 mét. Những cây bự thì cái hông nó đạt khoảng 1 mét và đang full mặt hoa. Đây cái này có cái hông hơn. Thì mỗi cây như thế này có giá 1.000.000 đồng tại vườn. Quý cô chú lấy 1-2 cây thì có thể thương lượng. Còn nếu như quý cô chú nào chốt 10 cây thì anh sẽ bao phí ship cho quý cô chú về tận nhà luôn. 10 cây. Lô này là không có nhiều quý chú, tại vì vườn của anh sở hữu rất là nhiều. Anh mua anh dồn lại quý chú, dồn cái nguồn lại để mà cung cấp ra thị trường. Nên khi mà đi làm clip bây giờ thì những nhà vườn bây giờ người ta tung ra hết rồi, thường là không còn cái nguồn nữa. Đây cái lô này là trồng cái đợt đầu khi mà ở miền Nam mình nổi lên cái phong trào chơi mẫu đơn, chứ lúc trước là nói chung là bông trang này nó ít thịnh hành hơn. Thì khi này trồng là cái đợt đầu nên cái hoành này rất là lực. Đó, quý chú mình thấy không, này về quý chú mình chỉ cần rút chậu và đặt lên một cái chậu đôn có bàn xoay, có cái bồn thôi. Một cây như thế này có giá là 1.000.000 đồng. Mình sẽ đi dài dài ra sau nữa nha quý chú, rất là nhiều luôn. Size phải nói là phải nói cực kỳ đẹp. Đây đây, có cây này nó lai qua hồng phấn Nhật nè quý chú. Đây có hoa nè. Thì hoa nó rất là lạ nha, ở chỗ là cái cánh nó to hơn mà nó dày hơn. Đây để mình hái một cái hoa của bông thường, mình sẽ chia sẻ với quý cô chú nha. Đặc biệt cái cây này thì đột biến ở chỗ là bên đây chỉ có một tầng bên đây thôi. Còn ở trên này, đây đây, trên này hoa khác quý chú. Thấy hai cái hoa nó sẽ khác nhau nha. Để mình sẽ hái một cái hoa cho quý chú mình so.
tại sao nó đột biến ra mình gọi là hồng phấn nhật. Trên cùng một cây đây, cánh hoa nó sẽ to cứng hơn nha quý chú. Đó, hai cái hoa nó khác nhau. Đây là hồng phấn lá sắn thường nè, hồng phấn nhật thì đột biến từ cái này nên gọi cách khác nhau cho nó dễ phân biệt. Và cái cây này thì rất là đẹp ha, phải nói là tuyệt vời. Trên cùng một cây mà có hai hoa luôn. Một cốt tàn thông này chiều cao tầm khoảng 2m2 nha quý chú, 2m2, nhưng mà mình tính 2m thôi, trung bình 2m thôi. Có những cây rất là cao, phải nói là cái lô này cực gỡ luôn. Thì khi mà đi làm clip thì mình cảm thấy là cái vườn của anh Hai Cường này thì sở hữu rất là nhiều hồng phấn, phải nói là số lượng nhiều ở Sa Đéc luôn. Đây, khi mà nó full mặt hoa quý chú, cây một cốt ha, hoành đế thì chưa khui, lô này có đế hết. Đó, để nở ha, nè, thuần chậu lâu rồi quý chú ơi, nằm trên chậu rồi. Đó, chỉ 1.000.000 đồng một cây và hàng thuần chậu như thế này thì phải nói là dễ sưu tầm. Và còn dài ra ngoài sau nữa quý chú. Đây, để mình đi chi tiết dài ra ngoài sau. Đây là cái nguồn ghép 5 màu, ghép 5 màu. Nguồn này thì cũng là hồng phấn thái 3 màu. Nhưng mà ghép rất là nhiều màu, tại vì nó chưa lên màu đó. Vô bo hết rồi, đây, quý chú mình thấy ghép nè. Ghép rất là nhiều ha. Màu cam cà rốt nè, màu vàng nè, màu vàng cam nè, hồng phấn thái 3 màu nè, là thấy 4 rồi. Đỏ nè, rồi thêm màu trắng nè. Đây, lên màu hết rồi, nhưng mà chưa có... ấy thôi. Thì quý cô chú mình nếu như cần cái nguồn này để về mình chăm sóc lại Tết đó, thì quý cô chú mình cứ liên hệ cho anh Hai Cường ha. Mỗi chậu như thế này giá tại vườn đó là tầm khoảng 400.000 cho một chậu. Tại vì cái dòng ghép 5 màu này rất là kỳ công, khi mà mỗi một cây như vậy đóng ra tầm khoảng vài chục bo, nên phải mướn những người thợ đó, người ta đóng vô, nên cái giá nó sẽ khác những cái cây thường. Bàn nghệ nè quý cô chú, bàn nghệ lá thái nè. Lô hồng phấn này là giá 500.000 tại vườn. Thì mình đã báo như nãy giờ ha, nằm trên thùng hết, chậu C16. Lô này phải nói cực kỳ cực gỡ luôn. Đây, những cái cây hồng phấn nè, bà con thấy nó giót lên nè, cây nào cũng vậy hết, cực gỡ. Và vô tiếp theo cái lô trong này thì nó còn nữa quý chú. Vườn thì hồng phấn lá sắn thì đạt tầm khoảng vài trăm gốc. Đây, về ra ngoài sau nha. Vàng có luôn nha quý cô chú, vàng cũng vậy luôn, vàng lá nhỏ một cốt tàn thông. Cây này nó đang lên cây nụ nha. Hàng thường chậu thì quý cô chú mình sở hữu yên tâm mà, hàng thường chậu mình về chỉ thay chậu hoặc là mình trồng thôi, khỏi thần. Xa bên kia quý cô chú, để mình đi vô mình thấy, mình quay cái lô hồng phấn xa bên kia cho quý cô chú mình xem tham khảo nha. Đây là cái màn che, và đây là những cái chậu cây giống của cúc để phục vụ hàng Tết nè quý chú. Cái nguồn bông cúc pha lê hay là nói chung là cúc thì quý chú mình Tết cái nguồn nó rất là nhiều. Đây sẽ ra cái màn, cái lô hồng phấn này phải nói rực rỡ luôn rồi nè, cực kỳ đẹp ha. Thì giá mỗi chậu như thế này là mình đã báo nãy giờ là 1.000.000 đồng một cây, thì nó không quá cao đâu quý chú ơi, giá vừa phải chơi luôn, đáng sưu tầm luôn. Tại vì một cái cây như thế này trồng cũng tầm khoảng từ 3-4 năm, form rất là mịn luôn, lô này rất là nhiều. Đây, hồng lá nó lên xanh mướt nha, khủng khiếp luôn. Thì cái xu hướng mà chơi thì có những cái phong thủy, ví dụ như chơi bông trang này thì thường đó là màu, có nhiều quý cô chú là chơi màu, giống như là yêu thích cái màu nào và cái độ tuổi của mình thích hợp với màu nào thì mình sẽ sở hữu màu đó. Nhưng mà hồng phấn thì phải nói là thịnh hành là ở chỗ là cái dòng này nó siêu hoa, mỗi khi mà lên rồi ha, lên hoa rồi là nó phủ hết mặt lá luôn, giống như những cái cây gực gỡ vậy, là không có còn màu của cái màu lá nữa. Đó quý cô chú mình thấy không, tổng thể cái lô này
đây thẳng ra tới ngoài trước đó là tầm khoảng vài trăm cây, khoảng ngàn cây luôn. Lô hồng phấn. Đây là cúc nè quý chú. Cúc này ghim để phục vụ cúc pha lê, để cung cấp cho cái dịp Tết. Lúc này là xuống giống được rồi. Thì quý cô chú mình đã biết rồi, ở làng Hoa Sa Đéc thì chuyên cung cấp hoa kiển. Nên cúc mâm xôi, cúc pha lê, hoặc là những cái thứ cúc để trưng thì dịp Tết thì cái nguồn rất là nhiều. Và clip hôm nay thì mình chia sẻ quý cô chú mình cái lô này, báo giá cho quý cô chú mình nắm ha. Thì quý cô chú mình yêu thích, nếu như cần cái nguồn để về mình phục vụ cho cái dịp Tết sắp tới á, thì quý cô chú mình cứ tham khảo nha. Phát TV chân thành cảm ơn quý cô chú đã xem và tiếp tục ủng hộ kênh. Thì cái nguồn này dạo này quý cô chú mình về có thể là thay chậu, hoặc là mình lên cái đôn để mình chăm sóc, mình vô phân theo cái ý của mình, để Tết là phải nói là một cái nguồn cực cỡ luôn. Cái nguồn này số lượng bây giờ trên thị trường không có nhiều nha quý chú, tại vì cái đợt đầu trồng thì bây giờ người ta đã khai thác hết rồi, cây công nghiệp bây giờ là bán ra hết rồi. Rồi, Pháp Thái Việt chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha. Clip hôm nay thì cũng xin chân thành cảm ơn.